Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một video hơi thú vị một chút. Đó chính là mình sẽ soi mặt mình dưới kính hiển vi. Như trên hình mọi người có thể thấy là mặt mình có rất là nhiều nhờn, bóng bẩy. Tại vì từ sáng giờ mình chưa rửa mặt. Bây giờ đang là buổi tối, mình vừa đi làm về nên là mặt mũi vẫn chưa rửa. Mọi người có thể thấy nên rất nhiều mụn này, đầu đen nhỏ ở các sợi lông. Và có rất là nhiều nhờn, nhờn rất là nhiều. Ở đây mọi người thấy cái mụn to này, có lẽ để lại sẹo lõm này, mỡ màng không. Giờ mới thấy những người không có mụn sướng biết bao. Rất là nhiều mụn đầu đen này, nhỏ li ti này. Như trong biển dầu vậy các bạn ạ. Bây giờ mà vắt ra rất là nhiều dầu. Như ở đây là mình đang soi nốt ruồi ở dưới cằm. Có một sợi râu là mình vừa cạo xong, nhìn như kiểu một cái khúc cây bị chặt đấy mọi người. Và bên cạnh có một cái mụn ruồi nó hơi lỗ lỗ một tí. Do mụn đầu đen bây giờ nặn ra là chắc chắn là có đấy. Nhìn ở ngoài rất là nhỏ nhưng trong này to kinh khủng. Còn ở đây là một thêm cái mụn đầu đen nữa chưa nặn này mọi người. Nó lấp cái chân lỗ chân lông rất là kinh. Còn đoạn này là mình cố gắng soi vừa nặn mụn cho người xem này. Đoạn này là ở cái phần cánh mũi của mình. Rất khó khăn để có lấy được nó lên. Có bạn nào đam mê xem nặn mụn như mình không? Ôi giời ơi, một cái lỗ to đùng. Thật là kinh dị mọi người ạ. Còn ở đây là cái phần mụn mình đã nặn ra nhưng mà để lại sẹo rất là lâu rồi. Nhìn nó rất là kinh. Còn đây là cái phần mà mình bị thương. Xong đó nó sẽ khô đặc cái phần máu ở bề ngoài lại. Bây giờ nó khô lại. Trông như vậy này. Còn đây là cái mụn ruồi bình thường trên người của chúng ta nhé. Bây giờ mình sẽ soi thử cái phần lông mày của chúng mình. Xem là nó có cái gì bên trong không. Vì phần lông mày thì mình cũng vệ sinh khá là sạch nên là cũng không có gì có lắm. Thỉnh thoảng đi tắm các thứ là mình cũng toàn dùng bàn chải để vuốt lông mày mà. Nhìn lông mày đen óng ha mọi người. Thường những cái chỗ này thì rất dễ bám bụi với lại vi khuẩn các thứ, nó nhìn thấy đậu ở trên rất là nhiều. Phần lông mày và phần lông mi là nơi rất là nhiều giận các thứ. Cũng không có gì đáng kể mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần mụn ở má nhé. Ở đây là mình bị một cái cục mụn, xong cuối cùng nó thành thịt mọi người. Ở má thì mình rất là nhiều mụn luôn. Và cũng rất là nhiều dầu. Bây giờ sờ tay lên dầu phải quệt một ngón tay thôi mà mỡ màng luôn mọi người ạ. Mọi người có thể thấy là những cái mụn đầu đen thường là nó xuất hiện ở những cái lỗ chân lông, những sợi lông ấy. Nó đùn nhờn lên. Nhưng mà cuối cùng là nó gặp vi khuẩn mới lại gặp bụi bẩn nó tắc nên là nó sẽ hình thành thành mụn. Trông rất là kinh mọi người ạ. Này, nhìn rất nhiều mụn đầu đen luôn này. Bây giờ mà quệt cái tay vào là lên là nhìn phê lắm.
cái ánh đèn phản chiếu vào những cái dầu nhờn trên mặt nó sáng lóe lại, nhìn như một cái gương vậy. Mình bị mụn khá là lâu rồi, từ hồi lớp 9 tính bây giờ là 5 6 năm rồi, 5 6 năm bị mụn rồi. Chủ yếu là mụn đầu đen nhiều. Nhìn rất là ghê, mụn đầu đen nhìn rất là ghê. Cảm giác như kiểu là đang có con giòi ở trong ấy. Nặn cái nó phun ra. Phần này là da bị nhăn này mọi người. Nhìn rõ mới dệt luôn. Da nó nhăn nhăn. Rất nhiều mụn này. Đấy, mụn đầu đen phê chưa? Giờ mà nặn lên thì cực kỳ phê. Đây là phần hai phần bên má của mình. Bên má thì rất là má và gò má là rất nhiều mụn luôn. Đây. To chưa? Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Xin chào và gặp lại.